Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 20 tháng 11 và một vài suy ngẫm về nghề giáo. Người Việt Nam ai cũng quen thuộc với ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo của Việt Nam. Vào ngày này, khắp nơi trên cả nước đều rộn ràng không khí lễ hội. Tất cả các ngôi trường đều tổ chức lễ chào mừng các vị lãnh đạo cấp đến thăm, phát biểu những lời có cánh về nghề giáo và tặng hoa chúc mừng. Phụ huynh, học sinh chuẩn bị những món quà dành cho những người thầy. Đây là hình ảnh học sinh tặng hoa cho cô giáo như ngày 20 tháng 11. Nhưng đằng sau những ánh hào quang mỗi năm, chỉ có một lần này thì lại vô vàn những vấn nạn, những thứ quái thai đang ngày một sinh sôi, phát triển trên giảng đường. Cả giáo viên và học sinh đều phải chịu những áp lực vô cùng lớn và cực kỳ vô lý, rồi tất cả cùng gây áp lực lại cho nhau trong một môi trường thầy không ra thầy, trò không ra trò. Áp lực này lớn đến nỗi mỗi năm có đến hàng ngàn giáo viên phải bỏ việc. Áp lực lớn thứ nhất là bệnh thành tích. Đây là căn bệnh chung của thể chế Cộng sản chứ không riêng gì của ngành giáo dục. Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn muốn thể hiện chế độ của họ là ưu việt, là đỉnh cao, nên họ luôn vẽ ra những hình ảnh, những con số đẹp đẽ mà xã hội tự do không bao giờ có được. Với ngành giáo dục, căn bệnh này là nguyên nhân gây ra một loạt những vấn nạn học đường. Nó làm cả xã hội trở nên méo mó, mệt mỏi. Nó tạo ra những thế hệ khiếm khuyết về kiến thức, năng lực, tinh thần và thể chất. Vì căn bệnh này, giáo viên buộc phải ứng trước các chỉ tiêu của ngành, của trường như tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh lên lớp, v.v. Nếu không đạt, giáo viên sẽ bị cắt thi đua, khen thưởng, thậm chí còn bị kỷ luật. Và để đạt được thành tích, giáo viên lại trút áp lực lên học sinh. Câu chuyện nhiều giáo viên lên lớp dành thời gian để giáo huấn, để dạy dỗ học sinh nhiều hơn đã trở nên rất phổ biến. Thậm chí việc phạt đánh học sinh cũng không phải là cá biệt trong ngành này. Rồi thì bạo lực lại đàn áp trả bằng bạo lực, từ đó dẫn đến tình trạng giáo viên bạo lực học sinh bạo lực học sinh, rồi học sinh lại bạo lực trở lại giáo viên, và phụ huynh bạo lực giáo viên v.v. Nó tạo thành một mớ bát nháo bên trong và cả bên ngoài cánh cổng của nhà trường. Chuyện giáo viên bị đánh, bị tấn công đã xảy ra rất nhiều nơi. Nhà giáo không còn được xã hội coi trọng nữa. Nhiều nhà giáo đã nhận xét rằng nghề giáo đã trở thành một nghề nguy hiểm. Đây là hình ảnh một cô giáo tát học sinh trong giờ học. Trong xu hướng ngành ngành tham nhũng, ngành giáo dục cũng không thoát khỏi dính chàm. Những khoản tiền thu ngày càng tăng của nhà trường đã buộc giáo viên trở thành những người đi đòi nợ thuê. Từ đó, người giáo viên không còn nhận được sự tôn kính của học sinh và phụ huynh nữa. Những tai nạn nghề nghiệp của nhà giáo thì khá nhiều, có thể kể đến như bị học sinh đặt điều nói xấu, gặp phải học sinh bất cần thích chọc giận cô giáo, gặp phụ huynh cá biệt bất cần đưa lên Facebook, vân vân. Cảm thán về thực trạng của ngành giáo dục hiện nay, nhà giáo Nguyễn Anh Tú thì cho rằng điều bất nhẫn lớn nhất trong nghề giáo là người ta đã lờ đi rất nhiều các giá trị tinh thần của nghề nghiệp để lấy ít tiền bạc, lợi ích hoặc quyền lực mà ra ném vào mặt nhau. Những vấn nạn của nghề giáo Việt Nam ngày càng nhiều và ngày càng trầm trọng hơn, không thể kể hết được. Nhưng cái gốc của vấn đề là nằm ở giáo dục định hướng áp đặt và độc tài của thể chế này. Muốn giải quyết được tận gốc vấn đề này, chế độ cần chấp nhận một nền giáo dục dân chủ, khai phóng và nhân bản. Một nền giáo dục mà người thầy chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy của mình và người trò được quyền tự do lựa chọn, học những điều mình muốn. Cả thầy và trò đều được tự do tiếp cận với những quan điểm đa chiều, những luồng dân chủ, tư tưởng dân chủ của nhân loại. Đây là hình ảnh một trường đại học ở Phần Lan, nơi có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới. Bộ Giáo dục đã rất nhiều lần cải cách chương trình giáo dục để mong đạt đến những nền giáo dục tiên tiến. Nhưng khổ nỗi càng cải cách thì lại càng tệ hại, càng xa lầy. Chỉ khổ cho các thế hệ đã học sinh bị buộc phải học trở thành những con chuột bạch. Khi đó, Hàn Quốc hay Nhật Bản lại có những cuộc cải cách rất nhẹ nhàng và đưa nền giáo dục của họ tiệm cận với phương Tây. Bởi nguyên lý thì rất đơn giản, cứ cho phép tự do học thuật thì tự khắc sẽ khắc phục được những khiếm khuyết này. Còn nhớ ngày 20 tháng 11 có tên gọi ban đầu là ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Tên gọi này gắn liền với bản Hiến chương các nhà giáo do Liên Hợp Quốc và Công giáo Đoàn viên
thông qua vào năm 1949. Bản hiến chương này gồm có 15 chương nhằm xây dựng một nền giáo dục, trong đó bảo vệ những quyền lợi về tinh thần và vật chất của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo, đấu tranh chống lại các quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản dân chủ, phản khoa học nhằm xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học hơn. Nay nhìn lại, ngành giáo dục Việt Nam đã đi ngược lại tất cả tinh thần của bản hiến chương các nhà giáo này. Vậy, việc tổ chức kỷ niệm ngày 20 tháng 11 có còn ý nghĩa nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin 20 tháng 11 và bài suy ngẫm về nghề giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiếng kêu xé lòng của nạn nhân nhưng kẻ lừa đảo vẫn nhẫn nhơ. Ông Tổng nghĩ sao đây? Mô hình đa cấp đang nở rộ tại Việt Nam đầu những năm 2000 với trò lừa đảo mô hình Ponzi rất mới mẻ với người Việt. Lúc đó công ty Sinh Lợi là công ty tiên phong trong trò lừa đảo này. Khi những trò lừa đảo bị vạch chân thì đến năm 2006 nó lại mọc đầu mới để tiếp tục lừa đảo người dân. Thời đó lừa đảo đa cấp còn dễ ăn, nay lừa đảo đa cấp thuần túy khó lừa được nhiều người thì nó lại đội lốt công nghệ. Lợi dụng nhiều người không dành về công nghệ nên nhóm lừa đảo của Hồ Ngọc Phương và Lê Ngọc Tuấn tha hồ lừa cho người dân sạch túi. Nếu nhóm này lừa một lần rồi trốn đi thì có thể lý giải Bộ Công an tắc trách. Nhưng nhóm này ngang nhiên thực hiện lần hai và hại rất nhiều người nhưng vẫn thách thức thì đó là sự đồng lõa dường như từ Bộ Công an chứ không còn là chuyện tắc trách nữa. Đây là hình ảnh những lá đơn kêu cứu. Người dân đã gửi hàng ngàn lá đơn tố cáo lên công an các tỉnh thành, nhưng đều chịu chung một số phận là bị phủ đầu, dọa nạt và dập đơn. Người dân quá bức xúc đã tập hợp làm đơn tập thể lên Viện Kiểm sát Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đã được chuyển đơn về các tỉnh để điều tra. Sau khi chuyển đơn về thì các tỉnh có gọi lên lấy lời khai cho lấy lệ. Còn có tỉnh còn không thèm gọi người dân lên làm việc. Người dân đã chủ động liên lạc thì bảo chờ xếp lịch, đến nay đã 6 tháng nhưng cũng chưa có lịch gặp nào cả. Trong lúc đó, hàng loạt trang web cùng hình thức thủ đoạn lừa đảo thì bị bắt, ví dụ Hiptonthion, Vista Forex và nhiều trang khác. Vì các sàn này không có bảo kê chống lưng. Bởi sự dung túng trắng trợn mà nhóm lừa đảo ngang nhiên mở ra hàng loạt trang web khác như Market Corruption, Ukraine, vân vân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời trên diện rộng để vơ vét tài sản trong dân. Mong cộng đồng mạng hãy chia sẻ, tạo dư luận để bóc trần bộ mặt của tổ chức lừa đảo khét tiếng này. Đây là thông tin được những nhóm bị lừa đảo đưa ra. Đây là hình ảnh, cả những người già cũng là nạn nhân, ông Tổng Bí thư nghĩ sao đây? Hiện nay số tiền người dân bị lừa đã lên tới 40.000 tỷ đồng. Nhóm lừa đảo lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nạn nhân tố cáo của Bộ Công an thì cứ cù nhảy, quần cho qua nạn nhân nản mà bỏ cuộc. Chính người trong Bộ Công an cũng yêu cầu bãi nạn. Nạn nhân thì giấu tên cũng bức xúc mà cấp thông tin ra ngoài. Nói đến công an thì không chỉ người dân khiếp sợ mà ngay cả có những người có lương tri đang công tác trong ngành cũng không dám nói thẳng vì quá nguy hiểm. Chưa có thời nào mà Bộ Công an lại ngang ngược và bất chấp như thời này. Ông Nguyễn Phú Trọng đang dựng lên một cái lò khổng lồ để xử lý những quan chức mà ông cho là thoái hóa biến chất. Và ông đã dùng Bộ trưởng Bộ Công an như một cánh tay đắc lực cho ông. Nhưng ông có biết rằng Bộ Công an dưới bàn tay của ông Đại tướng Tô Lâm hiện nay đang làm ngơ cho các tổ chức tội phạm công nghệ có quy mô rất lớn hay không? Đây là hình ảnh người dân đang rất cần ông Tổng Bí thư đại phẫu ngành công an. Ông Nguyễn Phú Trọng đã khôi vụ Việt Á và lòi ra hàng loạt quan chức từ cấp bộ đến cấp tỉnh dính chàm. Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ cũng đều dính như vậy. Vậy ông Tổng có nghĩ rằng Bộ Công an dưới bàn tay của ông Tô Lâm có tốt đẹp gì hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng kêu gọi rằng chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Thì tại sao ông không cho điều tra ngay trong cơ quan điều tra vậy? Thực chất Bộ Công an đang có rất nhiều vấn đề. Người dân oan đang réo những tiếng kêu xé lòng,
nhưng liệu ông Tổng Trọng có nhìn thấy hay không? Người dân muốn rằng ông hãy soi kỹ vào Bộ Công an, nơi đó có rất nhiều vấn đề cần phải làm mới lại để nhằm bảo vệ an ninh và tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de. Quý vị hãy chia sẻ video này vào Facebook và YouTube của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.